Hôm nay, cô cùng các em ôn một số nội dung của học kỳ 2, môn tin học 6. 1. Các thành phần của văn bản. Cho ví dụ. Các em học cho cô các khái niệm về ký tự, từ soạn thảo, dòng và cho được ví dụ về ký tự, từ soạn thảo, dòng. 2. Con trỏ soạn thảo. Thì ở phần này các em phải hiểu và nhớ cho cô con trỏ soạn thảo. Tác dụng của con trỏ soạn thảo. Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình. Nó cho biết vị trí xuất hiện của ký tự sẽ được gõ vào. Ba. Quy tắc gõ văn bản trong Word. Thì có rất nhiều các quy tắc gõ văn bản trong Word khác nhau. Nhưng mà lưu ý cho cô và hiểu cho cô cách sử dụng dấu phẩy và dấu đóng mở ngoặc đơn. Thì dấu phẩy được đặt sát vào từ đứng trước đó. Tiếp theo là một dấu cách nếu sau đó vẫn còn nội dung. Cô ví dụ như trời nắng, phẩy ánh mặt trời rực rỡ. Chấm. Thì dấu phẩy ở đây được đặt sát vào từ nắng. Dấu mở ngoặc thì đặt sát vào bên trái ký tự đầu tiên của từ tiếp theo. Dấu đóng ngoặc thì đặt sát vào bên phải ký tự cuối cùng ngay trước đó. Các em chú ý quan sát ví dụ nước Việt Nam thủ đô là Hà Nội thì chú ý cho cô dấu đóng mở ngoặc. Thì phần này các em phải hiểu được quy tắc gõ để chúng ta áp dụng làm bài. Bốn, sử dụng phím backspace và phím delete. Phím backspace là xóa ký tự ngay trước con trỏ soạn thảo, còn phím delete là xóa ký tự ngay sau con trỏ soạn thảo. Thì các em cần phân biệt được khi sử dụng hai phím này có đặc điểm gì giống và khác nhau. 5. Các bước sao chép phần văn bản. Thì có hai bước để sao chép phần văn bản. Bước 1, chọn phần văn bản muốn sao chép, chọn lệnh copy. Bước 2, đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí cần sao chép và chọn lệnh paste. Sáu, mục đích định dạng văn bản. Vậy thì mục đích của định dạng văn bản là gì? Là để có trang văn bản đẹp, dễ đọc, dễ ghi nhớ. 7. Mục đích của trình bày trang văn bản. Mục đích của trình bày trang văn bản là sao cho có trang in đẹp, cân đối với kích thước của trang giấy, hấp dẫn sự chú ý của người đọc. Tám, hướng trang văn bản. Thì có hai hướng trang văn bản các em hay sử dụng, đó là trang đứng, trang nằm ngang. Các kiểu đặt lề trang có bốn kiểu đặt lề trang, đó là lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải. Thực hiện thao tác sử dụng bằng nút lệnh. Thì ở phần này các em thấy là mỗi nút lệnh thì sẽ thực hiện một thao tác khác nhau. Và các em cần phải hiểu được cho cô cái nút lệnh đó sẽ thực hiện thao tác nào. Ví dụ như muốn thực hiện thao tác tạo văn bản mới thì em sử dụng nút lệnh là New. Muốn mở một văn bản đã có em sử dụng nút lệnh Open. Đây các em quan sát một số thao tác và các nút lệnh sử dụng. Mười, ý nghĩa của các nút lệnh. Thì ở phần này các em hiểu cho cô được
cho cô ý nghĩa của các nút lệnh. Nhìn vào các nút lệnh, các em phải hiểu được ý nghĩa của các nút lệnh đó. Cô lấy ví dụ như đây, đây là nút lệnh có số 14. Thì ý nghĩa của nó là chọn cỡ chữ. Hoặc có chữ B đậm, thì đây ý nghĩa của nó là chữ đậm. Đây là một số các nút lệnh và ý nghĩa của nó. Thì phần này các em cần hiểu cho cô để làm bài. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chúc các em ôn tập tốt, làm bài tốt. Cô thân mến, chào tất cả các em.